Vì vậy học Phật nhất định phải dựa vào kinh điển mà học. Kinh điển chỉ cho chúng ta, vậy chúng ta biết cái nào là chánh, cái nào là tà. Sau khi đọc qua, bạn sẽ có năng lực phân biệt chánh tà, phân biệt được thị phi, thiện ác. Phải có cái khả năng này, cuộc đời của chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được. Nếu không có khả năng này, mới hoặc điên đảo, sẽ phải chịu rất nhiều khổ nạn. Chỗ hay của Phật Pháp chính ngay điểm này. Không phải cứ thắp hương, lễ lạy, cầu nguyện ở chùa là có thể được Phật Bồ Tát giá trì. Không có chuyện như vậy. Giá trị của Phật Bồ Tát nằm ở kinh điển, là những lời giáo huấn. Đó mới là giá trị thật sự. Còn việc chúng ta cúng Phật, đó là báo ân. Kinh điển của chúng ta ngày nay có được từ đâu? Đây đều là do Phật, Bồ Tát và các bậc tổ sư đại đức thuở trước để lại. Bây giờ chúng ta đọc sách của các ngài, học được rất nhiều điều hay. Chúng ta phải biết ơn, thờ cúng tượng Phật, sớm tối đến lễ lại ngài, đó là báo ân. Phải hiểu cho rõ cái lý này. Nếu như cầu các ngài giá trị thì là sai lầm. Nếu quả thật các ngài làm như vậy thì các ngài là tham quan rồi còn gì. Các ngài nhận hối lộ mất rồi. Bạn hối lộ ngài, ngài đến bảo vệ bạn, làm gì có cái chuyện như thế được. Đó là sỉ nhục thánh hiền, sỉ nhục Phật Bồ Tát. Điều này tuyệt không được, đó là tội. Cái này mọi người phải biết. Pháp hội chúng ta mấy ngày nay, chúng ta thờ cúng là tượng của A-di-đà Phật. Cũng có hình tượng của lão sư báo ân, là đêm công đức học tập hồi hướng cho họ. Chúng ta được lợi ích, mà họ cũng được lợi ích. Lợi ích mà họ nhận được chính là chúng ta nghe hiểu, khai ngộ rồi, đem áp dụng vào trong cuộc sống, trong công việc, áp dụng vào cách xử việc, đối người tiếp vật, thật sự điều tiết lại xã hội, khiến tai nạn giảm đi. Đó là công đức của họ. Còn giữa chúng ta không chịu hợp tác, họ sẽ không có công đức. Chúng ta chịu hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đều có công đức. Phải hiểu rõ cái lý này, không được mê tín. Mê tín là sai lầm. Vì vậy không thể không đọc kinh được. Làm thế nào để có thể khai ngộ? Đọc sách ngàn lần, nghĩ ký tự hiểu. Đây chính là cách để khai ngộ. Mỗi ngày bạn đọc kinh, đọc trên ngàn lần, tâm sẽ định lại. Tâm định liền sẽ khai ngộ. Tâm không định thì bị mê hoặc, tâm định liền khai ngộ. Vì thế đọc sách, đọc kinh, ý nghĩa chân thật đầu tiên là giúp cho bạn đắc định, niệm cho mất hết vọng tưởng với tạp niệm. Nếu chúng ta không đọc kinh, sẽ có vọng tưởng, có tạp niệm. Dùng cách này để tu thiền định. Khi định lực đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ khai ngộ thôi. Đó là gì? Tâm thanh tịnh hiện tiền, soi chiếu những chân tướng sự thật bên ngoài. Lúc đó bạn sẽ nhìn thấy là thật tướng. Bạn không có tâm thanh tịnh, thứ bạn thấy là giả tướng, không phải thật tướng. Tướng giả sẽ khiến bạn sanh phiền não, thật tướng sẽ giúp bạn sanh trí huệ. Không giống nhau. Phiền não không thể giải quyết vấn đề. Phiền não nó có tính giới hạn. Chúng ta nói là trí thức, trí thức có tính giới hạn. Còn có di chứng về sao? Trí huệ không như vậy. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, lại không có hậu di chứng.